Avengers Endgame đang là bộ phim nóng nhất thế giới và được săn đón nhiều nhất ở mọi cụm rạp. Mặc dù ngày công chiếu còn cách cả một tuần, nhưng mà các rạp đã bắt đầu đưa ra lịch chiếu để mọi người lựa chọn đặt trước, thậm chí là xếp hàng rất lâu để có được tấm vé xem suất chiếu sớm. Vào thời điểm tối ngày hôm qua, sau 1 giờ mở bán, có thông tin rằng rất nhiều phòng vé đã cháy vé và dường như là chỉ còn những ghế sát màn hình. Thế nhưng sau tình trạng hỗn loạn đó, sáng nay mọi thứ đã dường như trở nên dễ thở hơn. Nếu nói tối hôm qua là một cuộc chiến để có được tấm vé của Endgame, quả thật cũng không sai khi mà ngay cả các suất 2D, 3D, IMAX gần như hết sạch. Chỉ cần trễ vài phút thôi là fan sẽ mất luôn cơ hội được xem bộ phim trong những ngày đầu tiên. Đó là điều mà chẳng ai muốn khi nguy cơ bị spoil tình tiết phim khiến trải nghiệm xem phim sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Lúc này, thị trường chợ đen cũng không để mình nằm ngoài cuộc chiến. Nhanh chóng có những người giao bán vé với giá lên đến tận 300.000 đồng. Thật ra thì con số này ở Việt Nam cũng còn khá dễ thở, vì ở Mỹ, nếu các fan muốn có tấm vé xem Endgame ở chợ đen thì phải chi đến số tiền 15.000 USD, tương đương với 300 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng tối qua đã được xoa dịu lại khi sang đến ngày hôm nay 19 tháng 4, có vẻ các rạp đã mở thêm phòng chiếu nên ghế đã có nhiều hơn, khán giả cũng có thể dễ dàng đặt vé suất chiếu sớm, giờ đẹp ở rạp đẹp mà mức giá không quá cao. Ngoài ra, có rất nhiều người cũng đang nhượng lại, trao đổi vé vì nhiều lý do với giá bằng hoặc thấp hơn ở rạp, đặc biệt là những suất chiếu IMAX hay là 3D. Nhưng nếu như mua vé với hình thức này, quý vị nên cảnh giác để tránh bị lừa đảo nhé! Có thể nói hiếm có thương hiệu nào có thể thành công như Marvel, bất kể phần phim Avengers nào ra mắt cũng luôn được săn đón gắt gao, kể cả những người chẳng phải là fan của thể loại siêu anh hùng cũng muốn đi xem. Bây giờ thì mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm, có thêm thời gian lựa chọn cho mình chỗ ngồi lý tưởng nhất và tận hưởng những thước phim thật hoành tráng trong những suất chiếu đầu, phải không nào?